quá, rầu quá à. Sắp lấy chồng rồi, bây giờ không có biết làm cái gì để làm sao mà lấy lòng của ba mẹ chồng đây. Khổ quá. Nhỏ này, trời ơi, đi ra từ ngoài ngõ là nghe tiếng ai rào rạo nói hoài luôn á. Ủa làm gì ngồi nói chuyện mình với mắt bố vậy? Chị. Gì? Em lo quá. Lo vụ gì nữa? Sắp lấy chồng. Trời đất ơi, lấy chồng sướng muốn chết lo. Nhỏ ngộ thiệt chứ, lo vụ gì? Đó, kính gì lấy chồng á, nên em mới lo lắng đó. Bây giờ là sắp lấy chồng rồi, mà em cũng không biết là em làm cái gì mà hả? Bây giờ nấu cơm em cũng không biết, nấu ăn em cũng không biết, cái gì em cũng không biết hết á. Bây giờ đơn giản thôi, cái chuyện mà lo âu mà trước khi lấy chồng thì đương nhiên nàng dâu nào cũng sẽ có, đúng không? Nhưng mà mình phải tự củng cố bản thân mình lại, còn không biết thì mình phải đi trao dồi kinh nghiệm từ những người đã đi trước, hiểu không? Chị hả? Chị là người đã đi trước. Tôi gợi ý tới vậy luôn á. Gia đình chị rất là hạnh phúc nè. Đúng rồi, thuận hòa lắm nè. Bây giờ vậy đi. Dạ. Đầu tiên, nếu mà muốn cho nó thực tế hơn thì chị phải vô vai của một bà má chồng. Ủa chị? Gì? Vô vai liền luôn hả? Chứ sao nữa, tại vì cái thời gian mà từ đây cho tới lúc em lấy chồng không có còn bao nhiêu lâu nữa hết. Chị thôi bây giờ chị chỉ em đi. Thì bước đầu tiên là mình phải dậy sớm. Đây, dậy sớm xong rồi mình phải nịnh mẹ chồng. Bởi vì sao? Nịnh em, nữa hả? Nịnh chứ. Mình nịnh á, mình không phải là nịnh là mình ton hót với mẹ chồng. Nhưng mà lúc nào mình cũng chăm sóc, mình take care mẹ chồng thật là kỹ. Mẹ chồng mình muốn gì, mình chỉ cần nhìn ánh mắt, thái độ hoặc là cử chỉ là mình biết mẹ chồng mình muốn cái gì. Dạ rồi, em sẽ phải cố gắng hết sức. Chị gì? Em chưa biết nấu ăn. Bây giờ chưa biết sao? Nấu ăn thì mình phải học hỏi cách nấu ăn. Học hỏi? Đúng học rồi. Học hỏi từ chị đúng không? Đúng, mà thời gian không cho em học hỏi. Đầu tiên là mình phải nhặt rau cho thật là sạch. À. Sạch mà, em thấy em nhặt rau như vậy là sạch lắm rồi đó. Đúng rồi, sạch bách luôn, là ý là cọng theo cọng, lá theo lá, nó không có nào ăn được hết trơn. Chị này, vậy thì bây giờ chị chỉ em đi. Bây làm giờ liền luôn đi. Làm liền đúng không? Dạ. Con dâu à? Dạ. Nói chuyện với mẹ chồng đâu có ngồi ngang hàng vậy được con. Dạ chứ ngồi sao? Đứng lên con. Đứng lên. Đúng rồi. Dạ, thưa mẹ. Chị, trời đất ơi, tiếng mẹ là một tiếng thiêng liêng, một đứa con nít cũng có thể dễ dàng nói. Tại sao mình lại nhấn nhá như vậy? Không có đúng vị trí, hiểu không? Mình phải nè, dạ thưa mẹ. Chứ còn mà mình nhấn cái chữ mẹ nó sâu quá thì người ta tưởng là mình chửi, hiểu chưa? Dạ. Khó nghe lắm. Lại nè. Dạ, thưa mẹ. Ờ, vậy đi. Rồi bây giờ con lặt rau xong rồi con phải đi nấu cơm chứ. Dạ, thưa mẹ con vô. Ờ. Thiệt á, cũng cảm ơn dì. Nhờ có dì qua chơi mà đỡ buồn. Chứ từ hồi con Út nó đi lấy chồng tới giờ á, lủi thủi nhà có mình ên buồn hiu hả. Gì kỳ vậy? Từ đây qua đó đâu có bao xa đâu mà sao nó không có điện thoại hay là nó báo tin tức gì chị biết hay sao? Thì chị cũng đang lo nè, không biết làm sao nữa. Thôi mà chị đừng lo. Sao vậy? Yên tâm đi, tại vì trước lúc mà nhỏ đi lấy chồng là nhỏ hỏi em. Nó hoang mang chị, lúc đó em thấy nó ngồi một mình ha, nó hoang mang lắm. Nó nói là nó bị căng thẳng trước lúc lấy chồng nên em đã truyền hết bao nhiêu gọi là kiến thức về chăm sóc gia đình chồng con, là đối nhân xử thế bên gia đình chồng. Trời, truyền hết cho nó rồi, chị yên tâm đi. Em của chị cũng như em của em vậy. Nói vậy chị cũng đỡ lo. Dạ. Chứ mấy ngày nay cũng không biết chị bển làm sao nữa. Ủa cái gì vậy? Nhỏ nhắc tiền nhắc bạc đỡ lắm nha. Ôi trời ơi, nó về kìa chị. Trời ơi, còn xách nguyên cái vali nữa. Chắc cái này trời là... ơi, phải nhắc tiền là đỡ biết nhiêu. Mà xuống luôn. Dạ, thưa hai chị em mới về. Rồi, trời nó tôi cũng gọn nữa. Đi đâu vậy em? Thì đi về nhà mình chứ đi đâu nè, uống miếng nước đi. Để từ từ nhỏ thở. Cái này là qua bên đó đối xử với gia đình chồng tốt quá. Bây giờ là ba mẹ chồng gom hết một vali quà đem về đây biếu cho hai chị em mình. Ê, cho chị gì móc ra liền đi. Làm nhớ nước ngoài về cũng bằng nha. Vậy đâu có, vali đồ của em á. Cái gì vậy Út? Em về đây em ở luôn. Ủa, cái gì? Ở luôn là sao em? Thì em về đây em ở luôn, em không ở bên nhà chồng em nữa, em cũng không lấy chồng nữa. Trời ơi, phải nói cái gì vậy? Gia đình vợ đã rồi. Chồng có sao vậy? Thì em nghe lời của chị ba nè, em về bên nhà chồng em dậy sớm, em nấu ăn cho bên nhà chồng em nấu làm sao không biết nữa. Đồ đạc trong nhà bể hết trơn, chén bát bể hết. Rồi em bưng đồ ăn ra cho má chồng em ăn xong
bị ngộ độc thực phẩm, xem đi cấp cứu. Trời ơi, trời đất sao mà ra nông nổi dữ vậy em? Thì em nghe lời chị ba, chị ba chỉ sao em làm y chang như vậy, không có sai một cái gì hết. Nè 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 nha, nè nha, trời nói vậy oan ức quá. Chị, em là em nói giống như là cái quá trình làm nhau của em là phải thức sớm nè, để mình dọn dẹp nhà cửa để chứng tỏ với cha mẹ chồng là mình ngoan ngoãn. Dạ. Rồi mình nấu ăn để mình phục vụ cho gia đình chồng. Người ta nói là con đường nhanh nhất đi qua trái tim là con đường đi qua bao tử, đúng không? Trời ơi. Đó, nhưng mà em lãnh ngộ như thế nào về cái chuyện mà chị dạy em mà em như vậy? Thì em cũng làm những điều y chang chị nói. Có điều em không biết là em nấu sao thì nó ra thành ra cái chuyện mà động trời như vậy. Rồi ông chồng em ổng mới bực quá, ông nói em á là hả, thôi có làm sao để vậy đi, có cái gì đâu mà em cứ phải thay đổi hoài. Em không biết nấu ăn thì từ từ em biết nấu. Cái ổng nói vậy cái em tự ái lên. Ừ. Trời. Hai vợ chồng gây qua gây lại. Em giận quá, em gom đồ xách ra lên em về đây luôn. Trời ơi, thì chết rồi. Cái chuyện có chút xíu mà ra nông nổi vậy luôn á hả? Dạ. Mà gì nữa? Dạ em sao? Tài lanh tài lẹt chi mà chỉ nó vậy? Đi. Tại nó đâu phải cái trường hợp nào mình cũng áp dụng được đâu gì. Cái gì tôi khổ ghê vậy đó. Nhà tôi chỉ có hai chị em thôi. Ba mẹ mất sớm. Tôi thì cũng không có gia đình, tôi cũng không có rành làm dâu như thế nào. Em tôi nó hậu đậu nó như thế nào tôi biết. Cho nên trước khi nó lấy chồng tôi có đi qua bên nhà hai bác xui gia đó. Tôi có trình bày về cái hoàn cảnh của gia đình tôi. Hai bác dễ ợt, hai bác nó không có sao đâu. Hai bác không có đặt nặng vấn đề là phải làm dâu này nọ nọ kia đâu, con cứ yên tâm. Trời ơi, còn em nữa. Dạ. Đi về bển thì cũng tùy nhà mà mình áp dụng. Thí dụ nhà nào khó khăn thì mình phải bắt chước chị ba, mình cố gắng mình tạo này kia cho người ta. Còn cái này ba má chồng em đâu có khó khăn đến mức mà em phải nhào vô, em phải ra vẻ mình biết cái này biết cái kia. Trong khi đó hả, cái thế mạnh thế yếu em không biết. Thế mạnh của mình nó như thế nào thì mình về bển mình phát huy. Còn thế yếu của mình chẳng hạn như mình không biết nấu ăn, mình không có biết dọn dẹp, không biết xếp đồ, ủi đồ thì từ từ học. Về bển mẹ chồng coi như là mẹ của mình đi. Không có ai la mắng mình đâu mà lo. Dạ. Thôi thì em nói thiệt sự thì tại em với chị với lại bé thì cũng là ba người con gái lớn lên cùng một cái khu phố. Em nghĩ như chị em bây giờ mình truyền đạt cho nó, nhưng mà em sai chị. Sai là tại vì sao? Mình truyền đạt cho em nhưng mà theo một cái chiều hướng là tại vì em là người nhu nhược cam chịu. Chị cái hiểu. Bối cảnh gia đình của em nó khác. Nhưng mà em lại chỉ hết những cái gì của em, đâm ra bé nó hiểu lầm. Chị ba là hồi xưa chị ba làm dâu á là bên chồng khó, cho nên chị ba phải làm theo cái kiểu đó. Dạ. Còn thời nay khác rồi, họ rất là thoáng thoải mái cho con dâu đó. Mà em đi áp dụng cái kiểu hồi xưa về bên nhà chồng người ta bực bội là đúng rồi. Chị, sau khi mà chị la rồi chị ba nói chuyện thì em biết là em sai rồi. Nhưng mà vợ biết làm sao, đùng đùng xách vali về đây. Vợ không lẽ đi qua bên đó ngược lại kỳ lắm. Thôi được rồi, không lẽ để em đi mình cũng không được. Cứ về chơi với chị vài ngày đi, cho chồng em bình tĩnh lại, cho má chồng bớt giận lại. Rồi chị đích thân dẫn em về bển, xin lỗi hai bác, xin lỗi chồng em. Và hứa với người ta mai mốt không có làm cái kiểu này nữa, nghe chưa? Dạ. Em mà làm kiểu này nữa là về đây chị không có chứa em luôn đó. Thôi em biết lỗi của em rồi mà. Không có một công thức chung nào cho việc học làm vợ, làm dâu. Hãy cứ là chính mình và làm tốt nhất trong khả năng có thể.